Xin chào mọi người, mình là Cường IT và sau đây là bài hướng dẫn và phần mềm ProSoul số 66. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách tạo cái intro thời sự như thế này nè. Các bạn xem clip mẫu nhé. Ok, thì điều đầu tiên chúng ta phải tải cái file intro của nó cả. Không thôi là không có làm được đâu. Các bạn vào cái kênh của mình nha, gõ Cường EIT như thế này, rồi vào thẳng kênh của mình luôn. Trong cái mục intro giới thiệu đây này, đây bạn vào đây. Hey, I created this beautiful logo for my bike shop. Rồi các bạn kéo xuống trong cái danh sách intro giới thiệu này, các bạn kéo xuống và chọn cái đầu rồi. Đây đây, cái này đây, intro thời sự Roadshow Free Download này. Đó. Rồi, ok. Các bạn tích vào Show More. Và ở cái phần liên tải intro này, còn cái này là hướng dẫn. Hướng dẫn là cái link mà clip bạn đang xem á. Các bạn để ý cái link này thôi nha. Các bạn clip vào đây. Rồi. Thì lưu ý nha, các bạn máy các bạn nếu mà có cài phần mềm mà chặn quảng cáo á, các bạn tạm ngưng nó đi, các bạn tắt nó đi. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái trình duyệt khác, hoặc là các bạn có thể dùng trình duyệt ẩn danh để mà tải về để cho nó khỏi bị lỗi. Ở đây nó hiện cái trang này, các bạn nhấn cái này, nhớ các bạn nhấn deny nha, chứ là các bạn nhấn allow á là nó hiện thông báo đầy á, deny này, sau đó nhấn skip ad này, rồi nó hiện cái này nè. Thì các bạn cứ đợi thôi, đợi đến khi nào nó hiện cỡ 5-10 giây là nó hiện một cái đường link để mà tải thôi. Còn nếu mà đợi lâu quá mà nó vẫn chưa hiện á thì các bạn làm lại nha, làm lại thao tác clip vào đường link này lại. Rồi, cái này nó hiện thì các bạn cứ nhấn block thôi. Cái này là cái những cái trang web quảng cáo thôi, hoàn toàn nó không có mình để link đó là link sạch, không có bất cứ một virus nào cả nha. Rồi cứ đợi một tí 5-10 giây hay 15 giây gì đó, tùy thôi. Hơi lâu nha. Có vẻ như là phải lâu thì phải. Block à, block cái này luôn nha. Block có cả hai trang luôn. Này mình nhấn từ enter một lần đi. Block này. Rồi ok này, bắt đầu nó các bạn để ý cái chỗ này nó xoay là được. Đấy, nó có xoay là được, nó xoay cỡ 2-3 lần đó. Ok nha. Nó xoay cỡ 2-3 lần là nó vào một cái đường link thôi. Rồi các bạn có thể chờ một tí nữa, hoặc là các bạn có click ngay thẳng vào luôn, click this link vào luôn. Đó, các bạn chờ là tự động nó auto nó qua thôi, không cần phải click đâu. Rồi các bạn tải về download này, nó hiện cái này thì các bạn thoát ra nha. Nhớ là cái file nó đúng 14 MB nha, 14 MB này, chứ còn một cái các bạn để ý tải mà một cái file mà nó không phải 14 MB là các bạn hủy nha, đừng có tải về. Rồi ở đây mình sẽ chọn đường dẫn cho nó, mình sẽ chọn download nó desktop này cho nó nhanh này, và save nó lại, start download này. Rồi ok, đã tải về xong. Rồi các bạn có thể thoát trình duyệt ra. Ở đây chúng ta sẽ có một cái file nén như thế này. Thì các bạn chỉ cần việc giải nén thôi, extract here này. Đó, giải nén nó ra. Còn đối với những cái máy của các bạn mà giải nén nó bị lỗi á, thì các bạn cứ việc update cái WinRAR của bạn thôi, update thôi. Còn cái cách update thì các bạn cứ vào kênh mình nha. Thì nó nằm ở trong mục là máy tính laptop phần mềm. Đây. Đây cái WinRAR các bạn kéo xuống, trong danh sách các bạn kéo xuống một tí. Ở đâu rồi? Kéo xuống. Đây, khắc phục lỗi giải nén WinRAR này. Your business idea needs a website.
So go to Wix.com. I know what you're thinking, another... file. Ở đây mình sẽ bị lỗi. Cái này là mình hướng dẫn chi tiết luôn á, là như là những tình huống xảy ra luôn đó, là sẽ tốn thời gian. Cái ra. Đó, các bạn làm theo hướng dẫn cái clip này này nha. Đó. Ok vậy thôi. À, rồi xong chúng ta sẽ có một cái folder này. Chúng ta sẽ có một cái file này này để mở bằng Pro Show này. Cái file này để thay thế âm thanh này. Và có một cái file test.vsd. Chúng ta cần hai cái phần mềm, đó là một là Pro Show. Điều này hiển nhiên rồi đúng không nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần mềm nữa là Photoshop. Rồi. Máy bạn nào mà yếu thì mở lần lượt nha, đừng có mở mà một lúc hai cái luôn, nó sẽ bị treo máy á. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ mở cái Pro Show lên trước. Ở đây chúng ta tạo một cái blank trống, một cái slide trống này, tạo một cái insert này, slide. Đó, ok nha. Sau đó chúng ta click double vào để mở cái slide lên. Ở cái mục slide style này, chúng ta tích vào manage. Rồi. Và ở cái bên tab là slide styles, chúng ta tích vào add như thế này. Chọn đường dẫn tới cái folder mà lúc nãy chúng ta giả nén á. Rồi tích vào đây và nhấn. Ở đây là mình đã cài rồi nên là nó sẽ hỏi lần nữa, thì mình cứ nhấn yes hoặc là yes to all thôi. Đối với các bạn mà chưa có cài lần nào thì nó không hiện bằng đó đâu. Tiếp tục nha, chúng ta click vào đây nha. Click vào. Đó, click vào cái đây. Còn các bạn không thấy á, là các bạn sang cái mục mà Cường ET Intro này là sẽ thấy nha. Click vào. Ở đây chúng ta tích vào cái dòng Apply Times như thế này và nhấn Yes. Sau đó tích vào cái dòng Apply to Slide như thế này. Nhớ làm theo trình tự nha. Cái này là không có làm đảo lộn thứ tự được đâu. Nhớ là phải đúng trình tự. Đầu tiên apply style, apply cái thời gian, và tiếp theo là apply style. Sau đó chúng ta nhấn done. Rồi ok. Tạm thời là sẽ có một cái clip như thế này này. Đó. Rồi. Thì cái âm thanh của cái intro mặc định đây này thì nó hơi bị tép một tí ha, hơi bị chép một tí. Thì các bạn nào mà thích á, cái âm thanh á, thì các bạn có thay thế vào. Ở đây mình sẽ mở âm thanh nghe, các bạn nghe thử nha. Đó, âm thanh này nó thiên về bass, còn cái âm thanh của mặc định của nó là thiên về chép và tép á. Thì các bạn cứ chèn vào thôi. Nếu mà không muốn thay thì các bạn khỏi cần làm bước này nha. Các bạn cứ kéo vào. Rồi. Thì khi mà thay cái âm thanh này thì các bạn phải xóa cái file âm thanh cũ đi. Các bạn tích vào mở slide double lên. Ở cái dòng slide sau này, các bạn nhấn remove nó đi. Rồi, ok. Lúc này nó sẽ sử dụng cái file âm thanh của chúng ta vừa mới chèn vào. Đó. Ở đây nghe lại nha. Rồi ok, thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước mà thay chữ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thay cái chữ News Cường Unity này. Thì cái file cái chữ này mình làm bằng Photoshop nên các bạn phải thay nó bằng phần mềm Photoshop. Chúng ta sẽ mở Photoshop lên. Rồi chúng ta sẽ mở cái file mà test1.bsd lúc nãy á. Đây, mình cho nó on này. Desktop này, mình lưu nó ngoài desktop này. Và mở cái file này nha. Hoặc là các bạn cũng có thể nhấn kéo thả vào. Đấy. Kéo thả vào như thế này. Rồi. Ở đây nó lúc mở nó sẽ hiện một cái bảng trắng to chỗ này này, thì nó hiện cái thông báo là các bạn không thiếu phong thôi. Thì các bạn cứ nhấn ok thôi là được thôi nha. Chúng ta không cần quan tâm nó đâu. Nhấn. Rồi, ở đây chúng ta click double vào. Thì thiếu phong nó cũng hiện một cái bảng ngay chỗ này nữa. Ở đây nãy mình nhấn rồi nên là nó không hiện nữa. Rồi các bạn click double và thay chữ thôi. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái phông. Rồi các bạn cứ việc gõ chữ thôi. Gõ chữ trước rồi thay phông sau cũng được, đổi phông sau cũng được. Ở đây chúng ta sẽ... Còn các bạn nào mà nhấn không được đó, thì các bạn cứ nhấn phím T trên bàn phím nha. Hoặc là bật công cụ đó là... Đây, công cụ T đây. Và click vào đây. Sau đó chúng ta bôi đen. Và gõ thôi.
Cường, Cường EIT này, Pro Show này, ờ 66. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhập bôi đen toàn bộ và scale cái chữ cho nó một tí cho nó khớp với lại. Rồi và nhấn và nhấn vào đây nha, nhấn vào đây. Ok, đó, thế là xong một cái phần chữ như thế này rồi. Rồi các bạn muốn đổi phông đúng không, các bạn cứ việc bôi đen toàn bộ và lúc này chúng ta sẽ đổi phông. Ở đây mình sẽ chọn với bạn cái bộ phông đó là UTM. Mình không hiểu vì sao mà cái thằng 2017 này nó khá là nặng, và cái chọn phông nhất là lúc có chọn phông á hay bị đơ đơ lắm. Mất chuột luôn rồi. Đưa chuột vào đây là bị mất luôn rồi. Lúc làm hướng dẫn là mới bị. Bình thường nó không có bị. Kỳ vậy ta. Hey, bạn nào bị lỗi thì cứ việc thoát Photoshop lại. Thoát Photoshop là thoát hẳn luôn. Rồi ok, nó hết rồi này. Bình thường rồi này. Cái phần chữ của thằng Photoshop 2017 này, mình không hiểu vì sao mà nó chọn nó rất là nặng. Lần này mình kéo đây cho chắc đây. Để mình thử thoát cái thằng này sao. Các bạn khi làm á, các bạn cứ việc nhấn lưu liên tục nha. Các bạn có thể Ctrl S hoặc Ctrl Shift S đều được cả. Đây mình lưu ngay rồi vào trực tiếp cái folder luôn cho nó nhanh này. Đó, xoay lại. Đây là phòng khi nó cúp điện cúp đồ á, hoặc là bị lỗi sự cố gì á, các bạn sẽ không có tốn công làm lại. Rồi cái này mình rồi ok. Nó giật thế. Các bạn ở đây mình sẽ chọn cái phòng. Rồi nó cho chọn phòng rồi này. Thoát cái rồ sâu ra nó mới cho chọn đó. Đó, ok. Mình sẽ chọn cái phông này. Rồi, việc làm lại là việc làm còn lại là các bạn chỉ nhấn Ctrl S thôi. Ctrl S hoặc là Ctrl Shift S á. Sao nó đưa tới ta? Khó hiểu nha, chắc là mình phải cài lại Win quá. Đây, Ctrl S này. Save lại thôi. Rồi, ok. Nha. Thì các bạn để ý nếu mà file nó mà đã được save á thì nó sẽ không có dấu chấm than này đâu. Còn file mà nó chưa save nè. Đó, nó sẽ có cái dấu chấm than này, đó là cái mẹo mà các bạn nhận biết được trong Photoshop. Rồi ở đây chúng ta chỉ còn thoát nó thôi. Sau đó chúng ta mở lại rồi sâu nha. Hồi nãy mình lưu trong cái folder. Đây, folder đây. Thì bây giờ mình mở lại thôi. Ok, lúc này chúng ta sẽ có một cái test. Đấy. Ủa. À nó chưa thay đổi gì đúng không nè. Các bạn mở lên. Mở slide lên. Rồi chúng ta sẽ click vào đây và nhấn vào select file. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn mà cái file test hồi nãy chúng ta thay á. Đây, cái file test đây này, trong cái folder đó. Rồi chúng ta chỉ cần nhấn select và chọn thôi. Lúc này cái chữ nó khác là thế không nè. Rồi sau đó nhấn còn nữa, thay chữ này nữa. Thì thay chữ này đơn giản thôi. Các bạn nhớ chọn font đó là, nếu mà các bạn muốn gõ tiếng Anh thì bình thường ha. Các bạn không cần phải thay gì. Còn mà tiếng Việt á, thì các bạn phải chọn bản mã đó là Vani. Bắt đầu bằng chữ Vani trước nha. Nhớ là rồi sau thì có thể gõ được bằng Vani thôi. Còn tiếng Trung hoặc là tiếng Thái gì đó thì hiện tại là nó chưa hỗ trợ, hoặc là chắc là mình chưa biết cách làm. Mình chỉ có biết cách là dùng Photoshop để mà tạo một cái file ảnh PNG, file ảnh trong suốt thôi. Chỉ có cách đó thôi, hoặc là dùng phần mềm khác. Đó, ok, cái này là thay này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn cái Vani Window, nhớ nha. Đây hướng dẫn
tạo intro thời sự. Đấy, ok nha. Còn này chúng ta sẽ, nếu mà thấy chữ nó nhỏ, chữ nhiều, chữ ít thì nó sẽ nhỏ, thì các bạn cứ tăng kích thước thôi. Ở đây mình cho 20 đi, rồi 24 chứ. Rồi ok, 24 như thế này. Ok, chúng ta sẽ có một cái thành phẩm như thế này. Rồi ok, thì lúc này chúng ta chỉ cần xuất file nữa thôi. Để xuất file á, thì các bạn nhấn phím Ctrl Shift Alt và Y dài nha. Ctrl Shift Alt và Y dài, hoặc là chúng ta sẽ vào cái phần Publish này này. Được rồi. Đâu rồi ta? Publish này. Và chọn nó là YouTube. Đâu rồi? Đây. Ok. Hoặc là các bạn nhấn phím tắt cho nhanh, sử dụng phím tắt nó sẽ hiệu quả cho công việc hơn. Ctrl Shift Alt Y dài. Đó, nó cũng hiện bản này nha. Ở đây chúng ta có thể chọn chất lượng 4K này, hoặc là riêng mình chỉ cần 1080 60fps là đủ rồi. Và nhấn máy các bạn có card rồi thì tích vào đây, nó sẽ hỗ trợ render rất là nhanh nha. Và nhấn vào save video. Rồi, và các bạn chọn lại lưu. Ở đây mình lưu ngoài desktop này, và thời sự đi, mình đặt. Nhớ là tuyệt đối trong lùa sâu là các bạn đừng bao giờ đặt tên có dấu nha. Toàn bộ là không dấu hết. Thời sự intro này. Và nhấn save. Nhấn nó render khá là nhanh. Cái này chưa tới 1 phút là đã render xong rồi. Các bạn dùng con CPU cao một tí, nhiều nhân một tí. Nhất là CPU của Intel á, nó sẽ hỗ trợ render tốt hơn là của AMD. AMD thì nó chuyên biệt một số phần mềm thôi, còn về nhiều phần mềm á, độ thông dụng và độ ổn định thì Intel nó sẽ tốt hơn. Rồi, ở đây mình sẽ mở clip coi có bị lỗi gì không nha. Clip rất là nhẹ, có 6 MB thôi. Clip hoàn toàn bình thường, không lỗi gì cả. Ok, đó là nội dung của bài hướng dẫn ngày hôm nay. Nếu clip thấy hay và có ích thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thêm cái nhấn quả chuông này nữa nè. Nó sẽ thông báo mỗi khi mà cái kênh mình up video nào đó. Rồi, chúc các bạn thành công. Mình là Cường ET. Thanks, regard. Your